Chào mừng bạn đến với video hữu ích của Ami. Trong video này, tôi hướng dẫn bạn cách làm sạch kính, giúp kính luôn sáng như mới, các vết chảy xước biến mất. Bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và ủng hộ Ami ra nhiều video hữu ích hơn nữa nhé. Kính sử dụng lâu ngày, trên bề mặt kính thường có những vết xước nhỏ và mờ, bụi bẩn bám. Tôi sẽ chỉ bạn cách làm sạch. Baking soda 1 thìa. Soda là chất tẩy trắng an toàn được ứng dụng nhiều trong nấu ăn và vệ sinh nhà cửa. Sử dụng nước sôi. Ngâm trong khoảng 15 phút. Cho ngập bề mặt kính. Tôi sử dụng 1 phần 2 trái chanh. Chanh là axit, làm sạch và kháng khuẩn. Bạn đến từ đâu? Thật vui khi biết rằng chúng ta có thể gặp nhau từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thích ý tưởng này không? Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ từ bạn. Sau khi ngâm 15 phút, cho rửa lại với nước sạch. Dùng khăn mềm và lau khô kính. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.